Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm nay của Việt Nam đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong tháng 7 này, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. Gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, tôm, cá tra và gạo là năm mặt hàng có thặng dư thương mại 7 tháng cao nhất. Theo đó, so với cùng kỳ năm 2021, thủy sản đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 34%. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2%. Gạo đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%. Cà phê đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 46%. Cao su đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%.